Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết sinh học. Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Mendel, cũng như biết được ông giải thích thí nghiệm của mình như thế nào. Ông cho lai hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng. F1 ông thu được 100% hoa đỏ. Sau đó, ông cho cái cây hoa đỏ này tự thụ phấn với nhau, thu được F2 với tỷ lệ là 3 trọi một lặng. Vậy thì trong các cái số cây trội này, các em có thắc mắc là làm cách nào để phân biệt đâu là kiểu gen thuần chủng, đâu không phải là kiểu gen thuần chủng? Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một cái phương pháp để kiểm tra độ thuần chủng của cơ thể có kiểu gen trội thông qua bài số 3, lai một cặp tính trạng tiếp theo. Nội dung của bài học ngày hôm nay bao gồm hai phần. Nó sẽ nối tiếp của cái bài số 2, đó là phần 3 La Mã, lai phân tích, và phần 4 La Mã, ý nghĩa của tương quan trội lặng. Chúng ta cùng đến với cái phương pháp mà cô vừa đề cập ở đầu bài, đó chính là phép lai phân tích thông qua phần 3 La Mã. Các em cùng nhớ lại cái sơ đồ lai một cặp tính trạng của Mendel đã giải thích. Cô đã chiếu lại cái sơ đồ này như sau. Thì ông ta cho lai hoa đỏ và hoa trắng thuần chủng. Nếu như các em đã biết thì cái hoa đỏ và hoa trắng là cái kiểu hình biểu hiện cái tính trạng màu sắc của cây đậu Hà Lan. Vậy thì các bạn có thắc mắc là các cái ký hiệu là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ là gì không? Thì theo Mendel á, ông quy định đây là các cái cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng. Nhưng mà khoa học hiện nay người ta không có sử dụng cái thuật ngữ nhân tố di truyền của ông nữa, mà người ta gọi đây chính là cái kiểu gen. Vậy thì từ nay về sau, cô và các em sẽ sử dụng cái thuật ngữ kiểu gen này để chúng ta dễ trao đổi với nhau và dễ trao đổi với mọi người. Thì đối với A lớn và A nhỏ thì chúng ta sẽ có ba cái kiểu gen, đó là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Và trong đó thì A lớn và A nhỏ được gọi là kiểu gen đồng hợp. Còn A lớn, A nhỏ được gọi là cái kiểu gen dị hợp. Vậy thì kiểu gen là gì? Thể đồng hợp, thể dị hợp là gì? Các em hãy khái quát và đưa ra cho cô cái khái niệm. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. Thể đồng hợp là kiểu gen chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng giống nhau. Khi chúng ta xét về một cái cặp tính trạng, thì chúng ta sẽ có ba kiểu gen, đó là kiểu gen A lớn A lớn, A lớn A nhỏ và A nhỏ. Thế thì đâu là cái kiểu gen đồng hợp? Dựa theo cái khái niệm này, kiểu gen đồng hợp đó chính là A lớn và A nhỏ. Vì A lớn là một cái cặp gen, nó bao gồm có hai gen đó là A lớn và A lớn tương ứng giống nhau. Tương tự đối với cái kiểu gen A nhỏ thì nó sẽ bao gồm hai cái gen đó là A nhỏ và A nhỏ tương ứng giống nhau nên được gọi là thể đồng hợp. Và ở trong đó cái gen A lớn nó quy định cái tính trạng trội nên A lớn sẽ được gọi là đồng hợp trội. Còn A nhỏ nó quy định tính trạng lặng nên A nhỏ sẽ được gọi là đồng hợp lặng. Ngoài ra chúng ta còn có thể dị hợp. Thể dị hợp là kiểu gen chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng khác nhau. Tương tự thì chúng ta sẽ có cái kiểu gen của nó là A lớn A nhỏ. Rồi, cái phần này các em sẽ ghi vào tập cho cô. Rồi, nếu mà cô quy ước nè, A lớn là hoa đỏ, A nhỏ là hoa trắng. Cô nhờ một bạn viết cho cô kiểu hình, viết cho cô kiểu gen của kiểu hình hoa trắng. Các bạn sẽ viết được không nào? Viết được đúng không? Nó chắc chắn sẽ có kiểu gen là A nhỏ. Nhưng mà khi cô bảo các bạn nó viết cho cô là kiểu gen của kiểu hình hoa đỏ, thì các em có viết được hay không? Không nhá. Tại vì nó sẽ có hai cái kiểu gen, đó chính là A lớn cũng là hoa đỏ và A nhỏ cũng là hoa đỏ. Vậy làm sao để biết được cô cần viết cái kiểu gen đồng hợp hay là dị hợp dựa trên cái dữ liệu mà cô đưa ra?
Thì các em hãy làm cho cô một cái bài tập nhỏ sau đây, và từ kết quả của cái bài tập này các em sẽ rút ra được cho mình cách để phân biệt hai kiểu gen này. Rồi, cô cho like hoa đỏ like với hoa trắng. Nhưng mà ở trường hợp thứ nhất là cô cho hoa đỏ đem like có kiểu gen là đồng hợp trội, có nghĩa là A lớn A lớn. Ở trường hợp thứ hai đó là cô đem cái cá thể đem like có kiểu gen dị hợp, và dị hợp ở đây có kiểu gen là A lớn A nhỏ. Các em chú ý là cả hai trường hợp cô đều cho like với hoa trắng, là một tính trạng lặng, được chưa nào? Cô và các em sẽ viết từng cái sơ đồ này. Ở trường hợp thứ nhất, B là A lớn sẽ cho ra giao tử là A lớn. Tương tự, A nhỏ cho ra một loại giao tử duy nhất, đó là A nhỏ. Giao tử kết hợp lại trong quá trình thụ tinh tạo ra F1, tạo ra A lớn A nhỏ. Các em viết lại kiểu gen. Kiểu gen ở đây có nghĩa là các em sẽ viết lại cái kiểu gen của F1 á. Nó cũng là A lớn A nhỏ. Kiểu hình A lớn A nhỏ sẽ có kiểu hình là gì? 100% hoa đỏ. Ở trường hợp thứ hai, P có kiểu gen là A lớn A nhỏ sẽ cho ra hai loại giao tử, đó là A lớn và A nhỏ. A nhỏ A nhỏ cho ra một loại giao tử, đó là A nhỏ. Sự kết hợp của các loại giao tử này trong quá trình thụ tinh sẽ cho ra hai cái tổ hợp, đó là A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ. Kiểu gen là các em sẽ viết lại của cái F1. Kiểu hình ở đây, A lớn A nhỏ là có kiểu hình hoa đỏ, và A nhỏ sẽ có kiểu hình là hoa trắng. Rồi, nếu như bài học hôm trước á, cô đã cung cấp cho chúng ta là ở F1, ở trường hợp thứ nhất này, ta thu được là 100% hoa màu đỏ giống nhau, và nó giống cái tính trạng của bố hoặc là tính trạng của mẹ thì được gọi là gì nhỉ? Thì sẽ được gọi là đồng tính. Còn ở F1 của trường hợp thứ hai, nó phân chia ra theo tỷ lệ là một hoa đỏ và một hoa trắng, thì chúng ta sẽ gọi nó là phân tính, được chưa nào? Vậy thì cái phép like giữa cái cá thể mang tính trạng trội, tính trạng trội ở đây là hoa đỏ, cần phải xác định kiểu gen. Cô đang cần xác định nó là đồng hợp hay là dị hợp. Với cá thể mang cái tính trạng lặng là hoa màu trắng này, và sau đó là từ cái kết quả cái kiểu hình này, cô xác định được đâu là kiểu gen đồng hợp, đâu là kiểu gen dị hợp, thì cái phép like này được gọi là phép like phân tích. Vậy thì các em hãy điền các cái từ thích hợp vào chỗ trống trong các cái câu sau đây. Phép like phân tích là phép like giữa cá thể mang tính trạng trội, trạng trội ở đây chính là hoa đỏ, đúng không nào? Cần phải xác định kiểu gen. Cô đang cần xác định đâu là đồng hợp, đâu là dị hợp. Với cái cá thể mang tính trạng trạng lặng ở đây chính là hoa màu trắng. Nếu kết quả của phép like là đồng tính, nhìn cái kết quả kiểu hình là đồng tính, thì chúng ta sẽ suy ngược lại bên trên, thì cá thể mang tính trạng trội sẽ có kiểu gen là đồng hợp. Còn kết quả phép like là phân tính thì cá thể sẽ có kiểu gen là dị hợp. Rồi, cái phần này các em hãy ghi vào trong tập cho cô. Like phân tích là phép like giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặng. Nếu kết quả phép like là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. Nếu kết quả phép like là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp. Để khắc sâu kiến thức hơn thì chúng ta sẽ làm thêm một cái bài vận dụng nhỏ sau đây. Cho like cây đậu Hà Lan, thân cao, chưa biết kiểu gen với thân thấp. F1 thu được 100% cây thân cao, xác định kiểu gen và kiểu hình của B. Biết rằng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Thì người ta cho là F1 thu được 100% cây thân cao. Cái tính trạng
xuất hiện ở F1 thì nó được gọi là tính chạy trội, do đó là thân cao nó sẽ sợ trội so với lại thân thấp. Và chúng ta sẽ quy ước A lớn là thân cao, A nhỏ là thân thấp. À, cô tóm tắt lại cái đề này, người ta cho thân cao lai với thân thấp. À, đây, thân thấp chắc chắn sẽ có kiểu gen là A nhỏ, A nhỏ. À, người ta thu được ở F1 là 100% cây thân cao. Thì cây thân thấp A nhỏ này nó sẽ cho ra một loại giao tử đó là A nhỏ, và cái giao tử này nó sẽ cho con, được chưa? Ở F1 ta thu được 100% cây thân cao thì chắc chắn là nó phải có cái giao tử A lớn ở trong cái kiểu gen của nó, thì cái giao tử A lớn này nó sẽ nhận từ từ một bên còn lại, được chưa nào? Và muốn cho được cái giao tử A lớn này, duy nhất một cái giao tử A lớn này, thì P của nó phải có kiểu gen là đồng hợp trội, đó là A lớn A lớn. Rồi, sau khi đã làm bài tập xong thì chúng ta đã nhớ được một phần kiến thức đúng không nào? Vì sao chúng ta phải xác định trội lặng và tương quan trội lặng nó sẽ có ý nghĩa như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần 4 la mã ý nghĩa của tương quan trội lặng. Tương quan trội lặng là một hiện tượng xảy ra phổ biến trong cái giới tự nhiên. Cô lấy ví dụ ở đậu Hà Lan nè, thì cái tính trạng màu sắc á, màu tím nó sẽ trội hơn so với màu trắng, hay là hạt vàng nó sẽ trội hơn so với hạt xanh, vỏ trơn thì sẽ trội hơn so với vỏ nhăn, hay là ở người thì cái tính trạng mũi tẹt nó sẽ trội hơn so với mũi cao, và tóc xoăn thì nó sẽ trội hơn so với tóc thẳng. Việc xác định cái tính trội lặng này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào, thì thông thường á thì các cái tính trạng trội luôn luôn là các cái tính trạng có lợi, và các cái tính trạng lặng là các cái tính trạng có hại. Vì vậy mà ở trong chọn giống thì người ta sẽ muốn tập trung các cái gen trội này vào cùng một cái kiểu gen để tạo ra cái giống có ý nghĩa về kinh tế. Rồi các em hãy trả lời một số câu hỏi sau đây. Xác định tính trạng trội và tính trạng lặng nhằm mục đích gì? Thì tính trạng trội thường là tính trạng tốt hay được gọi là tính trạng có lợi á. Mục đích để xác định cái tính trạng trội này á là để tập trung nhiều cái gen trội quý vào một cái kiểu gen tạo ra giống có giá trị về kinh tế. Vậy thì việc xác định cái độ thuần chủng của giống có ý nghĩa gì ở trong sản xuất? À, thì ở trong chọn giống á, người ta sẽ không sử dụng cái kiểu gen dị hợp mà chỉ sử dụng cái kiểu gen thuần chủng thôi. Vì nếu mà người ta sử dụng cái kiểu gen dị hợp á, thì khi lai ở đời sau nó sẽ xuất hiện cái kiểu gen đồng hợp lặng. À, giống như là cái thí nghiệm vừa nãy, cái trường hợp thứ hai mà cô cho tụi em làm á, thì nó sẽ xuất hiện cái A nhỏ đó, đó là cái kiểu gen đồng hợp lặng, thì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cái năng suất nuôi và cây trồng. Vì vậy á, mà người ta cần phải xác định được là cái độ thuần chủng của giống. Rồi. À, việc xác định độ thuần chủng của giống có ý nghĩa là sẽ tránh sự phân ly diễn ra, tránh xuất hiện tính trạng lặng xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của cây trồng vật nuôi. Vậy thì muốn xác định giống có thuần chủng hay không thì chúng ta sẽ thực hiện phép lai nào? Chúng ta mới vừa học xong, đó chính là phép lai phân tích. Rồi, các em ghi bài cái phần này vào trong tập. Tương quan trội lặng là hiện tượng phổ biến ở giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống, cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra các giống có ý nghĩa kinh tế. Chúng ta cùng làm một số cái bài tập củng cố. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng, lai phân tích, kết quả thu được cà chua đỏ thuần chủng thì sẽ có kiểu gen là gì nhỉ? Thì sẽ có kiểu gen là A lớn, lai phân tích là chúng ta sẽ đem lai với kiểu gen A nhỏ, thì các em có xác định được là F1 sẽ thu được cái gì hay không? Nó chính là cái trường hợp thứ nhất mà lúc nãy cô đã phân tích cho các em. Ta dựa vào cái sơ đồ như sau. Quả đỏ thuần chủng sẽ có kiểu gen là A lớn,
Live phân tích có nghĩa là chúng ta sẽ live với a nhỏ thì ở F1 chúng ta sẽ thu được 100% a lớn a nhỏ và nó sẽ là quả đỏ. Ta sẽ chọn đáp án nào? Đó là toàn quả đỏ đúng không nào? Đó là đáp án B. Ví dụ thứ hai. Ở đậu Hà Lan, gen a lớn quy định thân cao, gen a nhỏ quy định thân thấp. Cho lai cây thân cao với cây thân thấp, F1 thu được 51% cây thân cao và 49% cây thân thấp. Kiểu gen của P sẽ là. Rồi. Chúng ta dựa vào cái đề cho thì chúng ta thấy là F1 thu được là 51% cây thân cao và 49% cây thân thấp. Cô sẽ suy ra được cái tỷ lệ của nó là một thân cao, một thân thấp, được chưa? Nó tương đương với cái tỷ lệ 1:1. Thì cái bài này á là nó sẽ là trường hợp thứ hai, thì các em sẽ chọn ra được cái ngay cái đáp án của mình, đó chính là đáp án số 4, a lớn a nhỏ lai với a nhỏ. Nhưng mà cô muốn chỉ cho các em một cái cách làm bài toán ngược để sau cái bài học này chúng ta sẽ áp dụng vào cái bài tập số 7, bài tập cuối chương á, để chúng ta làm bài được dễ dàng hơn. Thì cô sẽ trình bày một cái cách khác như sau. Rồi, từ cái tỷ lệ này sinh ra được một thân cao một thân thấp thì cái số hợp tử này sẽ là bao nhiêu hợp tử? Là hai hợp tử. Một cái ví dụ khác, cô nói là ở nhà cô sinh ra được một đứa da đen và một đứa da trắng, vậy thì cái số hợp tử hay là cái số con của bố mẹ cô sẽ là bao nhiêu? Thì tất nhiên sẽ là hai đứa rồi đúng không nào? Rồi, sinh ra muốn sinh ra hợp tử thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về giao tử. Muốn tạo ra được hai hợp tử mà cái hợp tử nó sẽ là tích của các cái giao tử này. Vậy thì số 2 sẽ là tích của bao nhiêu? Số 2 sẽ là 2 nhân 1 hoặc là 1 nhân 2 gì nó cũng như nhau cả. Muốn tạo ra một giao tử thì nó sẽ có kiểu gen là đồng hợp, ví dụ như là a lớn và a nhỏ. Còn để tạo ra được hai giao tử thì nó sẽ có kiểu gen là dị hợp, đó là a lớn a nhỏ. Cái số 2 này là chúng ta sẽ chắc chắn được cái kiểu gen của nó là a lớn a nhỏ rồi đúng không nào? Còn cái số 1 này á là nó sẽ có hai loại, đó là a lớn và a nhỏ. Rồi, B. Cái số 2 này chúng ta chắc chắn nó chính là a lớn a nhỏ. Còn cái số 1 này thì các em lựa chọn đó là a lớn hay a nhỏ thì các em hãy nhìn lại cái đề. Người ta nói là cho cây thân cao lai với thân thấp mà cái a lớn a nhỏ của các em đã là thân cao rồi. Vậy thì các em không thể nào lựa chọn a lớn được. Tại vì a lớn nó lại là thân cao mà chúng ta phải chọn a nhỏ là thân thấp. Vậy thì chúng ta sẽ có cái kiểu gen của B, đó chính là a lớn a nhỏ lai với a nhỏ. Được chưa nào? Đây là một cái bài toán ngược mà sau này các em sẽ áp dụng vào trong bài tập. Cô đang giới thiệu cho các em một cách sâu hơn. Rồi, hướng dẫn về nhà. Về nhà thì các em làm cái bài tập trắc nghiệm ở trên cái trang trực tuyến lớp học.hcm.edu và chúng ta sẽ học bài này, đọc và xem tiếp bài 4 là hai cặp tính trạng. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.